Theo như mà cái quan sát và cái mà kinh nghiệm của mình ấy, thì các chị sẽ có hai dạng follow đúng không ạ? Follow ở cái bên trái đúng không ạ, là cái màu xanh đúng không, là khi mà đối tác của mình họ đã say yes rồi. Say yes ở đây có nghĩa là sao các anh chị? Họ sẽ kêu là ok chị sẽ tham gia OD đúng không ạ, chị sẽ tham gia OD đúng không ạ. Nhưng mà cái việc mà họ tham gia hay không ấy là chưa, nhưng mà họ đồng ý tham gia rồi. Rồi cái thứ hai là gì ạ? Họ đồng ý đăng ký cung phu, cái họ kêu là ừ chị sẽ tham gia cộng tác viên đúng không anh chị. Rồi có một cái tiếp theo là gì? Ok chị tham gia đại lý, cái là chị sẽ đăng ký ký quỹ. Nhưng mà ở đây các anh chị nên nhớ rằng là cái việc mà họ đồng ý trong suy nghĩ cho đến khi họ hành động và kết thúc cái việc mà họ quyết định ấy là nó chưa có xong. Tại vì họ cái đối tác của mình họ phải chuyển khoản với các anh chị. Ví dụ như nếu họ kêu là ok chị tham gia OB thì họ phải có bắt đầu OB đúng không ạ. Nếu như họ ok chị đăng ký lớp học công phu để chị bắt đầu với vai trò là cộng tác viên trước thì họ phải chuyển khoản cho công ty 500 nghìn. Nếu họ đăng ký làm đại lý thì họ phải chuyển khoản ký quỹ 2 triệu rưỡi. Các chị nhớ nha. Có nghĩa là người ta đồng ý nhưng mà chưa có kết thúc. Mình chưa có xong việc các anh chị, nó chưa có phải là xong. Đúng không ạ? Cái mình sẽ kết thúc và mình hoàn thành, gọi là hoàn thành các anh chị. Chỉ khi mà chuyển tiền xong chúng ta mới hoàn thành. Nhưng mà thì từ cái lúc mà họ ok rồi cho đến lúc họ hoàn thành thì chúng ta cũng phải follow nha mọi người. Chứ còn chúng ta không follow thì nó hên xui đó. Hên xui nha. Rồi đó là một cái dạng follow thứ nhất. Một cái dạng follow thứ hai là như cả nhà mình biết rồi, là họ say no. Cái nghĩa là họ chưa có đồng ý với mình gì cả. Cái là họ vẫn đang trong cái trạng thái là gì? Ví dụ như khi các anh chị mình mời họ vào OB, họ cũng chưa đồng ý là họ thể tham gia, thì các anh chị sẽ cần follow để cho họ tham gia đúng không ạ. Rồi hoặc là sau khi họ tham gia OBD rồi nhưng họ chưa đồng ý tham gia công phu, chưa đồng ý trở thành cộng tác viên ở một cái vị trí cộng tác viên hay đại lý, vị trí nào cũng được các anh chị, vị trí nào cũng được hết. Như vậy thì họ chưa đồng ý luôn đúng không các anh chị, họ chưa đồng ý luôn. Như vậy làm sao để các anh chị có thể follow họ để mà giúp cho họ có thể bắt đầu và cho đến khi mà họ ok chị tham gia và ok chị chuyển tiền xong, chị gửi cho em cái bill nhé, chị mới chuyển xong, thì chúng ta phải một cái dạng follow thứ hai nha các anh chị. Nhưng mà thì hai cái dạng follow này nó khác nhau hoàn toàn. Đúng rồi, hai cái dạng follow này thật ra nó có những cái điểm chung nhưng mà cái vấn đề về cái tâm lý của cái người đó nó khác nhau các anh chị. Cái tâm lý của hai cái đối tượng này nó khác nhau hoàn toàn, nên các anh chị phải yêu kỹ nha. Một nhóm á, là họ đã ok rồi, họ đã quyết định rồi nhưng mà để họ hành động ấy thì cái khả năng cao là sẽ họ sẽ hành động, nhưng không có nghĩa là 100% họ sẽ hành động. Bao nhiêu anh chị ở đây á, là mình đã gặp cái trường hợp này ạ. Ở đây làm đi một lần nữa là mi rất là đồng ý với chị Sự là trong cái dung này là các anh chị nên đã có hoạt động tuyển dụng nhé thì các anh chị mới nên học đúng không ạ. Các anh chị nên đã bắt đầu tuyển dụng thì các anh chị mới nên học, nên các anh chị lưu ý ha. Thì ở đây đó là bao nhiêu anh chị mình đã có hoạt động tuyển dụng và mình gặp phải những cái trường hợp là gì ạ, người ta đồng ý rồi nhưng người ta không có thực hiện. Đúng không, người ta đồng ý rồi nhưng mà người ta ok chị tham gia nhưng mà họ không chuyển tiền, thì bao nhiêu anh chị và cái nhóm này các anh chị là họ đã đi được một đoạn khá là xa rồi, họ đi một đoạn khá là xa so với cái nhóm là say no, cái nhóm mà chưa đồng ý gì hết. Thì hai cái nhóm này là chúng ta cần, thật ra cái nhóm mà ở bên trái thì các anh chị sẽ làm nó khỏe hơn, tại vì các anh chị chỉ làm có thể làm một phần thôi, còn cái nhóm say no thì các anh chị phải đi một đoạn nữa đưa họ đến được cái điểm mà họ say yes rồi các anh chị mới làm tới cái phút say yes nha. Có nghĩa là cái nhóm mà thứ hai, cái nhóm mà say no cái loại hai các anh chị, thì các chị phải đưa họ đến được cái điểm mà họ say yes, và sau đó thì các anh chị mới từ cái điểm mà họ ok chị đồng ý, rồi sau đó chị các chị follow đến khi họ chuyển tiền một kết thúc hoàn thành với cái người đó, đó. Và sau khi họ ra quyết định họ sẽ hành động phía sau đúng không cả nhà. Nhưng mà nó sẽ có hai cái loại như vậy thì cả nhà mình chú ý một chút xíu, thì mình sẽ tối ngày hôm nay thì mình cũng sẽ chia sẻ về hai cái dạng này để mà cả nhà mình có thể hiểu kỹ hơn về cái việc là chúng ta làm cách nào đúng không chị, làm cách nào để mà chúng ta có thể giúp cho họ đưa ra quyết định. Và giúp cho họ đưa ra quyết định ở đây có nghĩa là giúp cho họ có đầy đủ thông tin đúng không anh chị. Thì ở đây các vị, nhưng mà mình sẽ chia sẻ nó hơi tổng quan và nó liên quan đến cái cách làm một chút xíu các chị ha, thì mình sẽ không có đi vào chi tiết nhiều lắm đâu, nên là có thể các chị có những câu hỏi thì ở bên sau các anh chị đặt câu hỏi nha. Tiếp theo các anh chị, hai cái loại đó các anh chị mình lưu ý. Nhưng mà ở đây á có một cái tâm lý mà mình rất là cần các anh chị phải hiểu đúng. Đúng không, có một cái tâm lý, có một cái gọi là một cái tình huống mà các anh chị phải hiểu đúng về cái tình huống này thì các anh chị mới xử lý và các anh chị mới có thể làm việc thoải mái được đúng không. Đó là chính là gì ạ, tại sao khách hàng đồng ý rồi thì khách hàng lại thay đổi các anh chị. Ở cái nhóm thứ nhất các anh chị, bây giờ mình sẽ đi vô cái phần mà đầu tiên á, là với khách hàng mà người ta đồng ý rồi. Bây giờ thì cái phần tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ liên quan đến cái nhóm mà chúng ta đồng hành, chúng ta follow cái nhóm mà đã đồng ý rồi, cái đã say yes rồi các anh chị, đã đồng ý tham gia OB rồi
đã đồng ý à, đăng ký cộng tác viên rồi và đã đồng ý là đăng ký đại lý rồi chẳng hạn, nhưng mà sau đó thì họ lại thay đổi ý định. Nhưng mà thì tại sao họ thay đổi ý định à, thì các chị phải hiểu đúng cái này à. Thông thường thì nếu như mà chúng ta à, nếu như mà thông thường nha cả nhà, nếu mà ngày xưa mình cũng vậy, nếu một người mà họ đồng ý rồi cái là người ta thay đổi một tháng nào, sao cái người này người ta đáng ghét quá đúng không ạ, sao cái người này người ta không có hiểu ý tính, cái người này người ta tào lao quá đúng không anh chị à, cái người này sao người ta cũng có thể là một phần các anh chị à, cũng có thể là một phần là người ta tào lao thiệt, cũng có người người ta tào lao thiệt các anh chị. Nhưng mà cái nguyên nhân sâu xa, cái nguyên nhân mà sâu xa đằng sau cái việc mà họ thay đổi á chị, thay đổi á các anh chị, thì các chị đó là một cái tâm lý bình thường của con người và các chị phải xử lý được, và các chị phải hiểu rất rõ về cái căn bệnh đó. Giống như là đây là một cái hiện tượng đó, giống như một cái ví dụ các chị bị cảm cúm đi thì các chị mình sẽ hắt xì sổ mũi đúng không ạ, thì cái nguyên nhân đó là gì, thì bác sĩ người ta sẽ cho mình đúng cái thuốc mà nó giải quyết vấn đề đó đúng không. Nhưng mà thì cái trường hợp đó xảy ra thì các chị chỉ cần hiểu đúng đằng sau đó là khách hàng người ta đang nghĩ gì, tại sao người ta lại thay đổi ý định, thì các chị sẽ xử lý được. Còn nếu như các chị chỉ dừng lại là mình là nạn nhân thôi á, cái là nếu như chúng ta chỉ dừng lại là mình là cái người mà bị khách hàng từ chối, còn mình cảm thấy là rồi xong từ chối rồi à, thế là mình không làm được gì nữa à, đúng không. Thật là các anh chị là một cái người bị động, cái là các anh chị đợi khách hàng từ chối mình à, trong khi là mình không có dạ, tức là mình không chuẩn bị trước, cái là mình phải đến khi là người ta từ chối mình rồi thì mình phải chịu theo chấp nhận thôi, chứ bây giờ làm gì nữa đúng không ạ. Nhưng mà đáng lẽ ra thì các anh chị mình phải làm cho cái việc đó nó không xảy ra, có nghĩa là nếu như các anh chị làm đúng cách ấy, là cái người đã chỉ cần họ nếu ok thì chắc chắn họ sẽ làm, thì các chị phải có cái đoạn đấy đúng không ạ. Nhưng mà bây giờ đầu tiên là các chị làm được điều đó thì các chị phải hiểu được là người ta đang nghĩ cái gì và tại sao người ta thay đổi ý định, thì các chị mới giải quyết được đúng không. Các chị phải hiểu được rất là rõ là người ta đang nghĩ cái gì các chị và tại sao người ta là người ta thay đổi ý định, thì các chị mới có thể xử lý được và giúp cho người ta không thay đổi, là các chị mới follow từ cái lúc họ ok rồi họ say yes, rồi sau đó họ ok họ thực hiện họ hoàn tất đúng không à. Rồi ok, nhưng mà thì bây giờ đầu tiên là các chị là tại sao khách hàng đồng ý à, thay đổi ý định. Thì bây giờ này các anh chị hiểu một việc là gì ạ, cái quyết định mà cái lúc mà họ ra quyết định đó các anh chị, cái lúc mà họ ra quyết định đó các anh chị, đó là một cái trạng thái, các anh chị hình dung nhé, đó là một cái trạng thái à, nó giống như là nó là một cái giống như các anh biết là à, nắng à, buổi sáng buổi chiều với buổi trưa buổi sáng buổi trưa buổi chiều đúng không ạ, buổi tối, bốn cái buổi đó khác nhau. Nhưng mà thì buổi sáng nó sẽ có cái thời tiết khác, có cái không khí khác, cái nhiệt độ khác, buổi chiều khác và buổi tối thì khác. Còn cái việc mà khách hàng người ta đồng ý mua hàng ở các anh chị, nó cũng được gọi là một cái trạng thái. Và nếu như cái trạng đó nó thay đổi đi thì người ta sẽ không còn giữ quyết định mua hàng nữa. Nên các chị phải giữ nguyên cái trạng thái đó của khách hàng. Các chị phải giữ nguyên cái trạng thái đó thì người ta mới giữ nguyên cái quyết định là mua hàng. Còn nếu chỉ cần cái trạng thái thay đổi thì cái quyết định nó sẽ thay đổi. À, bao nhiêu các chị hiểu cái chỗ này ạ? Có nghĩa là thông tin khách hàng, những cái suy nghĩ của khách hàng thay đổi, những cái thông tin khách hàng nhận thay đổi khác với cái lúc mà họ ra quyết định thôi, thì nó đã thay đổi quyết định của họ rồi đúng không các anh chị. Các anh chị hình dung từ một trạng thái giống như vậy này, ví dụ như là gì, lúc mà họ ra quyết định thì họ chỉ đang có một cái lượng thông tin là A thôi, họ chỉ đang có những cái suy nghĩ lúc đó thôi, nhưng mà một phút sau họ vừa xem một cái tivi, họ vừa xem một cái mẫu quảng cáo à, họ vừa xem một cái câu chuyện mà họ đọc được thấy là lừa đảo trên mạng, hoặc là một cái trường hợp nào đó, và tự nhiên họ có thêm thông tin mới và bắt đầu. Các chị hình dung là ngay khi họ nhận cái thông tin mới đó, cái trạng thái của họ thay đổi rồi. Và khi mà cái trạng thái thay đổi có nghĩa là quyết định của họ cũng thay đổi luôn. Hoặc là ví dụ như họ chia sẻ với bạn của họ, ê này ta đang mới à, ê, à, đang có cái công việc này hay lắm, đang đăng ký cái này làm thử coi như thế nào nè, rồi đang có cái công ty này hay lắm. Mình chia sẻ với người khác, chỉ cần người khác đó họ dội cho họ một vài thông tin, hoặc là họ phản bác, hoặc là họ có một vài thông tin gì mới thôi, thì ngay lập tức cái góc nhìn, cái suy nghĩ, cái trạng thái của cái người đó ngay lập tức họ thay đổi. Nhưng mà để các chị hình dung rằng là gì ạ, các anh chị phải liên tục ở bên cạnh khách hàng để duy trì cái trạng thái ra quyết định đó của khách hàng. Còn nếu như các anh chị không duy trì được cái trạng thái mà ra quyết định đó thì khách hàng người ta sẽ ở một cái trạng thái khác, một cái trạng thái mà không phải là cái trạng thái say yes, thì họ sẽ say no và lúc đó họ sẽ thay đổi quyết định. Như vậy thì các anh chị hiểu một cách đơn giản là chúng ta phải cần follow đồng hành để ta liên tục ở bên cạnh khách hàng, cho những thông tin tích cực và luôn liên tục duy trì cái quyết định của họ là quyết định đúng đắn, thì họ mới đi đến được điểm hành động. Còn nếu như từ cái lúc họ ok yes xong, họ kêu là mai thì chuyển tiền, nhưng chỉ cần tối họ ngủ qua một đêm, sáng ngày mai họ không giống như sáng ngày hôm nay nữa các anh chị đúng không ạ. Chỉ cần không có chuyện gì xảy ra luôn, họ ở nhà mình không nói chuyện với ai, không làm, không ai tác động gì luôn các anh chị, nhưng mà kể cả cái người đó luôn, thì ngày hôm nay sáng ngày hôm nay họ đang nói chuyện với mình xong, họ rất tích cực, họ ok chị tham gia, nhưng chỉ cần họ đi qua một ngày và họ ngủ một đêm thức dậy ngày mai sau, họ sẽ tụt hết cảm xúc và họ không còn có cái trạng thái là họ ra quyết định nữa các anh chị.
Rồi, ok không ạ? Cho nên là mọi người lưu ý cái chỗ này. Cho nên cái việc một người họ thay đổi, đó là việc chắc chắn xảy ra. Không thay đổi mới là chuyện lạ các anh chị. Không thay đổi đó là một cái việc hiếm hoi thôi. Cho nên các anh chị nhớ là gì? Người ta ok rồi nhưng không có nghĩa là người ta sẽ làm đâu. Và người ta sẽ thay đổi và chắc chắn sẽ thay đổi. Và khả năng rất cao là họ sẽ thay đổi. Chứ mình đừng có trông cậy cái việc là gì ạ? Người ta ok rồi và người ta sẽ làm giống như người ta ok. Không phải đâu mọi người. Trừ khi là ngay lúc ok các anh chị kêu họ chuyển tiền ngay lập tức. Ngay khi họ ok thì các anh chị nói là họ chuyển tiền và chuyển ngay lúc đó thì ok được. Và chốt luôn cái deal đó và hoàn thành xong cái khách hàng đó. Hoàn thành xong đối tác đó thì chúng ta ok. Còn nếu như họ kêu là mai họ chuyển, nếu như họ kêu là chiều họ chuyển, hay nếu như họ kêu một tiếng nữa họ chuyển thì cái việc đó không có gì chắc chắn hết. Trừ khi là họ kêu họ chuyển ngay bây giờ. Đúng anh chị? Rồi, bao nhiêu các anh chị mình ok cái chỗ này thì các anh chị comment số 1 giúp mình nhé. Nên các anh chị hiểu được là cái hoạt động follow và đồng hành nó cực kỳ quan trọng. Tại vì nếu như các chị không có cái hoạt động đó thì chắc chắn khách hàng sẽ thay đổi ý định. Đúng không ạ? À, chắc chắn khách hàng sẽ thay đổi ý định các anh chị. À, rồi, nhưng mà các chị hiểu được cái cách mà khách hàng thay đổi đúng không ạ? Người ta không có tội tình gì đâu các anh chị. Người ta không có tội tình gì hết. Người ta cũng không phải là một cái người mà họ nói chơi đùa, họ nói chơi vui đâu. Đôi khi chính bản thân cái đối tác của mình họ cũng chả hiểu tại sao họ lại không còn cảm xúc để mà họ đồng ý. Họ làm việc đó đâu. Và bản thân mình cũng vậy các anh chị. Có bao giờ mọi người có một cái trường hợp mọi người thấy là gì? Ngày hôm qua mọi người đi coi ví dụ mọi người lướt web, mọi người thấy một cái đôi giày đó rất là đẹp luôn. Nhưng mà ngày mai mọi người xem lại mọi người kìa. Ồ thì nó cũng không đẹp giống vậy, nó cũng bình thường thôi. À đúng rồi, hoặc là mọi người thấy một cái đôi giày khác đẹp hơn. Các chị thấy là cái đôi kia nó cũng không đẹp lắm. Rồi, khi mà các chị order xong một cái đơn hàng xong thì các chị nói là ô tại sao mình lại mua cái này, ta hối hận ghê. Có bao giờ các chị như vậy đúng không? Có nghĩa là mình cũng như vậy các anh chị, và ai cũng như vậy hết, và con người thì chúng ta đều như vậy hết, nên chỉ cần trạng thái thay đổi thì quyết định sẽ thay đổi, đúng không ạ? À, và có những cái thông tin, những mọi thứ nó tác động với họ là họ sẽ thay đổi ngay lập tức, thay đổi ngay lập tức các anh chị, đúng không ạ? Cho nên là yếu tố môi trường là yếu tố mà mọi người ở trong website của mình chúng ta luôn luôn rất là chú trọng, để chúng ta rất là chú trọng vào yếu tố môi trường, đúng không ạ? Để mà môi trường nó sẽ thay đổi con người của mình và khách hàng cũng vậy. Đúng không? Chỉ cần người ta có những cái tác động gì đó, nó thay đổi cái suy nghĩ là người ta sẽ thay đổi quyết định. Rồi, ok. Cho nên các anh chị hiểu được cái vai trò của việc mà các anh chị phải ở bên cạnh khách hàng, liên tục cho thông tin khách hàng và liên tục giữ cái trạng thái quyết định đó cho tới khi họ ok và đinh cái và hoàn thành cái thủ tục cho họ là xong. Đúng không ạ? Rồi, ok các anh chị nha. Cho nên đầu tiên mình rất hy vọng các anh chị sẽ hiểu được là tại sao họ thay đổi nha. Và các anh chị phải hết sức cẩn thận. Mình phải canh, phải follow rất là sát. Tới khi hoàn thành là chúng ta mới xong nhiệm vụ. Còn nếu không các chị buông ra là chắc chắn là cái công sức trước đó các chị sẽ đổ xong vào biển hết. Đúng không ạ? À, ok nha. Nên các chị phải làm liên tục cho tới khi hoàn thành là chúng ta sẽ nghỉ. Đúng không ạ? À, chúng ta cứ làm nửa chừng ấy. Thì các chị giống như các chị hình dung một cái nồi nước sôi á. Nếu như mà các chị không có hoạt động bám sát và follow người ta liên tục ấy, thì các chị hình dung như là một cái nồi nước sôi á. Mà ví dụ khi các chị nấu, chứ các chị muốn nấu nó sôi lên đúng không? Nó phải là 100 độ C. Nhưng nếu như các chị làm tới lúc mà 80 độ C rồi, các chị nấu đúng nước lên. Các chị nấu đến 80 độ xong các chị tắt bếp. Cái nước nó nguội xuống, xong các chị phải nấu nó sôi lên thì các chị thấy tốn gì ạ? Tốn ga không ạ? Tốn thời gian không ạ? Đúng không ạ? À. Và cái đối tác của mình cũng vậy, các chị phải liên tục nấu là nấu một liều sôi luôn, chế bình thủy luôn đúng không ạ? Tắt luôn là xong. Chứ còn nếu như mà mình đang cho thông tin họ ok rồi nhưng mà họ chưa chuyển tiền mà chúng ta lại rời họ đi á, thì có nghĩa là lúc đó là các chị hiểu là giống như các chị đang nấu bếp, nấu lửa mà nước chưa sôi mà các chị tắt bếp á. Đúng không ạ? Nên chị phải nấu liên tục và nếu khi thả chuyển khoản xong thì chúng ta mới ok, chúng ta tạm thời là chúng ta ok, chúng ta thả lỏng và chúng ta không cần phải bán sát họ quá nhiều nữa, tại vì xong rồi chúng ta bắt đầu cho họ đi lớp học hay gì đó. Rồi, ok không cả nha? Ok nha. Đây là cái việc chúng ta đã hiểu rất rõ là cái hoạt động follow chăm sóc rất quan trọng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ follow như thế nào và chúng ta chăm sóc như thế nào, đúng không? Thì bây giờ có một cái nội dung nó đơn giản thôi. Đó một cái mà nó là một cái nguyên tắc các anh chị, và đây là không phải là cái mà mình nghĩ ra, mình cũng là cái người được học, được truyền thụ các anh chị. Mình cũng được học hỏi và đến từ một cái hệ thống gọi là bán hàng đường thẳng. Đây là một cái hệ thống, một cái giáo trình mà ở VSA của mình là anh Son là cái người đưa về. Đúng không? Anh Nguyễn Hiệu Son là cái người mà đưa cái hệ thống này về VSA của mình để mà huấn luyện và đào tạo. Và My cũng là một trong những cái người mà hoàn toàn không biết gì về sale. Một cái người là một cái con số 0 và là số âm các anh chị. Giao tiếp rất là kém, kiến thức thì không có nhiều. Đúng không? Thì khi mà mình bắt đầu cái công việc bán hàng á, thì hệ thống bán hàng đường thẳng nó là một trong những cái mà mình nghĩ rằng nó rất là tuyệt vời. Nó sẽ là một cái system mà các anh chị, một cái hệ thống mà giúp các anh chị mình có thể biết được rất rõ là mình đang bị sai cái gì và mình cần phải điều chỉnh như thế nào, và mình có một cái để mình bám sát và mình biết mình phải điều chỉnh vào cái mình cần làm là mình làm gì, để mình đi từ cái lúc mình chưa làm được đến lúc mình làm được. Mình có một cái chỉ dẫn cụ thể, nó rất quan trọng.
Cho nên những anh chị nào mà sale á, mà các anh chị đang trong quá trình mà các anh chị nâng cái kỹ năng sale của mình lên á, kỹ năng bán hàng của mình, thì các anh chị hãy nghiên cứu và bán hàng đường thẳng, đúng không ạ? Ở B-side của mình thì có rất là nhiều các anh chị rất xuất sắc, ví dụ như là các anh Trần Anh Vũ, đúng không ạ? À, tổng đại lý Hoàng Vũ, các chị để TT là những cái người mà chia sẻ và bán đường thẳng rất là xuất sắc, à đúng không ạ? Và anh chị đã cũng là người thầy của mình, và ngày hôm nay thì mình nghĩ là mình cũng cảm ơn các anh chị đã rất là nhiều, nhiều là học chắc là có lẽ là trong Zoom ngày hôm nay không có hai anh chị đó, đúng không ạ? Rồi thì đây là một cái một trong một cái phần rất nhỏ thôi các anh chị, đây là một phần rất là nhỏ trong cái hệ thống bán hàng đường thẳng, nó liên quan đến là 3 điểm 10. À, 3 điểm 10 trong cái hệ thống bán hàng các anh chị đường thẳng, nó sẽ giúp các chị định hình được cái thời điểm và định hình được cái trạng thái mua hàng của khách hàng. Các anh chị hình dung nha, lúc như lúc nãy mình chia sẻ là gì, chúng ta sẽ có trạng thái quyết định, trạng thái say yes là trạng thái ok chị sẽ làm cái đấy, ok chị sẽ lấy món đấy, ok chị sẽ làm cái này. Thì cái trạng thái đó các anh chị, thì các anh chị phải biết rằng các anh chị hình dung là cái lúc mà họ ra quyết định đó thì nó phải đạt được 3 điểm 10. Khi họ đủ 3 điểm 10 thì họ sẽ say yes, khi chưa đủ điểm 3 điểm 10 thì họ sẽ cơ chứ không ok. Nhưng mà chỉ cần ngay cái khoảnh khắc mà tất cả mọi thứ ok và ba cái điểm gọi là 3 điểm 10 là 10 điểm thì họ sẽ lập tức họ ra quyết định một cách, nó là như vậy các anh chị, à, đúng không ạ? Nó là một cái việc hiển nhiên đó. Cho nên các anh chị phải duy trì 3 cái điểm 10, đó cũng là cách các anh chị duy trì cái trạng thái ra quyết định của khách hàng. Còn nếu như các anh chị buông khách hàng ra thì cái điểm 10 này sẽ tụt xuống, có thể từ 10 tụt xuống 9, tụt xuống 8 thì người ta sẽ không ra quyết định được, người ta không ra quyết định được các anh chị, chứ không phải là người ta không muốn, mà người ta cũng không biết tại sao người ta không ra quyết định, tại vì chỉ đơn giản là cái cơ sở để người ta quyết định nó chưa đủ, phải đủ 3 điểm 10. Điểm 10 và gì ạ? Anh chị mình biết được 3 điểm 10 này ạ? À, các hệ thống không nhầm là phải tuần trước thì mình có học, à, mình có học được học về cái hệ thống bán hàng đường thẳng đúng không các anh chị? À tuần trước đúng không ạ? Thì ở đây á, là gì? À, chúng ta có 3 điểm 10 là gì ạ? Bao nhiêu anh chị mình đã được học và mình đã trang bị được kiến thức cho mọi người, hay cần ghi xuống. À ok, các Ngọc Tuyết đúng không? À, đồng ý 3 sao các khác đúng không ạ? À, các chị hãy như Ngọc Tuyết nha. Các chị hãy như Ngọc Tuyết nha, tại vì nói cái là Ngọc Tuyết comment liền luôn, có nghĩa là rất là học, rất là chăm học và học rất là tốt đúng không? Rồi 3 điểm 10 các anh chị đó là công ty, đó là sản phẩm, đó là bản thân mình. Rồi ok, cảm ơn các anh chị đã comment nha. À, có rất là nhiều các anh chị đã comment. Rồi, chúng ta có 3 điểm 10 là gì các anh chị? Điểm 10 về công ty. Công ty tạo ra cái sản phẩm đó. À, sản phẩm ở đây là gì các anh chị? À, nếu như mà các anh chị đang bán sản phẩm về sức khỏe thì chúng ta có ví dụ Billy, thì các anh chị có sản phẩm là Billy. Các anh chị bạn đang bán cu chen thì cái sản phẩm của mình là có thể là bàn chải, có thể là nồi chiên, hay là robot, là sản phẩm đó các anh chị, là cái giải pháp mà họ đang có nhu cầu. Đúng anh chị, cái mà đáp ứng cái nhu cầu của họ các anh chị được gọi là cái sản phẩm đúng không ạ? Rồi cái nơi mà tạo ra cái sản phẩm đó được gọi là công ty đúng không ạ? Và chính chúng ta là bản thân mình, là cái người mà tư vấn cho họ, cái người mà giúp cho họ hiểu được cái giải pháp đó chính là bản thân mình. Như vậy thì chúng ta cần 3 điểm 10. Đủ 3 điểm 10 này đó sẽ là lúc mà khách hàng người ta ra quyết định, và các chị phải duy trì 3 điểm 10 này. Khi mà họ đạt 3 điểm 10 xong, họ sẽ yes và họ kêu là ok chị sẽ hành động. Nhưng mà sau khi họ say yes xong thì các chị phải duy trì 3 điểm 10 là liên tục, tức là duy trì cái trạng thái quyết định đó cho đến khi họ hành động là chuyển tiền là hoàn thành. À nên chúng ta phải gì ạ? Follow. À, hơi nhanh hả? Rồi ok, cảm ơn nha, mình sẽ nói chậm lại. Rồi à, duy trì các chị, mọi người phải duy trì 3 điểm 10 nha. À, cái keyword ở đây, khi mà các chị đồng hành với cái nhóm thứ nhất á, khi các chị đồng hành cùng với cái nhóm thứ nhất là sau khi họ ok, họ tham gia rồi, họ say yes rồi nhưng họ chưa có hành động, thì các anh chị phải follow đồng hành với họ bằng cách duy trì 3 điểm 10, có nghĩa là chúng ta đang duy trì cái quyết định của khách hàng đúng không ạ? Rồi ok, đây là cái slide thứ hai, và đây là một cái quá trình các anh chị, mình nghĩ là đây là một cái quá trình ha. À, có một cái từ mà mình muốn chia sẻ là gì ạ? À, là một cái quá trình. Một cái quá trình nghĩa là sao ạ? Các anh chị đừng có vội đúng không ạ? Đôi khi chúng ta phải thật sự là tùy cái người các anh chị. Ở đây thì nếu như mà mình chia sẻ kỹ hơn một chút xíu nữa thì các anh chị mình hiểu là gì ạ? 3 điểm 10 này nó cần có sự tích lũy. Đúng không anh chị? 3 điểm 10 này nó sẽ cần có sự tích lũy các anh chị. Có nghĩa là sao ạ? Ví dụ như là bản thân các anh chị đi, thì để mà họ chấm cho các anh chị 10 điểm á, nó không thể nào là mới gặp một chút xíu là đã 10 điểm được các anh chị. Cần thời gian một chút xíu, cần phải có những cái sự kiện để mình tương tác với nhau, để có những cái tình huống mình cùng đồng hành với nhau, mình cùng trải qua với nhau, mình cùng phải tương tác với nhau một cái khoảng thời gian, thì chúng ta mới có thể hiểu nhau và chúng ta mới có thể cảm mến và chúng ta có thể là an tâm và chúng ta tin tưởng được. Có bao giờ mà các anh chị gặp một người lạ hoàn toàn chưa bao giờ gặp, hoặc là một cái người nào đó mà các anh chị mình tiếp xúc quá ít biết về họ, thì các anh chị tin tưởng họ được không ạ?
Các chị có thể trao sự tin tưởng cho họ được không ạ? Là không bao giờ đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng cần phải để cho họ có thời gian để họ chấm họ họ có cái sự tự tin, họ có cái sự an tâm và họ hiểu về mình và họ cho mình 10 điểm. Cái thứ hai là về sản phẩm. Ví dụ như về cái giải pháp của Visa của mình là khi các chị tuyển dụng thì cái sản phẩm của mình chính là cái cơ hội việc làm đúng không ạ? Một cái công việc, một cái cơ hội kinh doanh, một cái giúp họ sử dụng thời gian rảnh của họ hiệu quả để thay đổi cuộc sống, để có thêm thu nhập. Rất là nhiều cái các chị ở Visa quá nhiều giá trị rồi đúng không ạ? Nhưng mà thì cái dạng sản phẩm của mình là như vậy, thì để mà họ có thể hiểu được cái giải pháp của mình là các anh chị, họ nhìn được những cái tiềm năng của mình đúng không ạ, họ nhìn được cái cách vận hành thì cũng không phải là ngày một ngày hai các anh chị, họ cũng cần phải có thời gian. Cho nên ở đây là mình nói là nó là một quá trình là như vậy. Và sao nữa các anh chị, và về công ty của mình thì thông tin như thế nào, ở đâu rồi mọi thứ, và họ phải thật sự là họ họ sẽ họ đón nhận ở các anh chị. Như thì cái quá trình này á, để đạt được 3 điểm 10 này nó là một quá trình, nhưng quá trình nhanh hay chậm với mọi người khác nhau. Các anh chị nhớ nhé, cái quá trình này với mọi người là khác nhau các anh chị đúng không, là khác nhau. Tức là mình sẽ nói về cái phần ở phía sau, còn sau khi họ xây giá rồi thì các anh chị chỉ cần duy trì thôi, duy trì 3 điểm 10, tại vì các anh chị đã từng đạt được điểm 10 rồi. Khi mà họ xây giá có nghĩa là các anh chị đã đạt điểm 10 rồi á, khi mà họ ok, cái lúc mà họ say yes ok rồi thì có nghĩa cái khoảnh khắc đó các anh chị nhớ là gì, họ đã đạt điểm 10 rồi, điểm 10 công ty họ ok rồi, điểm 10 sản phẩm họ ok rồi, điểm 10 về các anh chị họ cũng tương đối ok rồi, thì các anh chị cứ tiếp tục duy trì thôi. Còn cái quá trình này thì có thể mình sẽ chia sẻ phần sau thì nó sẽ hợp lý hơn ha. Rồi ok các anh chị, rồi bây giờ thì mình sẽ có một vài cái ví dụ cho các anh chị nhé. Rồi mình làm một ví dụ cho các anh chị, mình làm một cái ví dụ để mà nó thực tế hơn một chút xíu cho mọi người hiểu được là mình 3 điểm 10 nó như thế nào, ok không ạ? 3 điểm 10 nó sẽ như thế nào. Thì đầu tiên anh chị, đầu tiên thì khi mà họ đã ok rồi các anh chị, khi mà họ đã quyết họ nói là họ ok rồi, thì thông thường á là theo như kinh nghiệm của mình á, thì các anh chị nên có một cái thao tác, có một cái thao tác là các anh chị phải nhấn mạnh, các anh chị phải nhấn mạnh vào cái quyết định của họ, và các anh chị phải định vị cái người này là gì. Bây giờ chị đã ok rồi đúng không ạ, là chúng ta không có bàn lui nữa nha. Được, nên mình sẽ có một cái hành động là confirm lại các anh chị. Mình phải confirm lại, ví dụ như họ kêu là ok chị sẽ làm. Như vậy thì thông thường là các anh chị sẽ cầu là ok đúng không? Nhưng mà thông thường là với mình sẽ làm, chị chắc chưa? Chị suy nghĩ kỹ chưa? Các anh chị hiểu cái hành động là có ý nghĩa gì không ạ? Tức là nếu như họ kêu là ok chị sẽ tham gia, ok chị sẽ tham gia, chị sẽ đăng ký. Nhưng mà ở đây á, mình phải confirm lại một lần nữa và nó phải rất chắc chắn đó chị. Và cái ranh giới đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là chị quyết định rồi nhé, và chị là người lớn nhé, chị là cái người mà em rất là tôn trọng chị, và em tin tưởng chị là một cái người mà đã suy nghĩ rất kỹ, và chị sẽ có trách nhiệm với cái quyết định của mình. Và từ đây về sau thì mình sẽ không có một cái gì mà lăn tăn nữa nha, mình không có, gọi là không có đường lùi cho các anh chị. Cái là mình bây giờ kể lại, bây giờ chị phải muốn nói câu rõ ràng chứ không có gọi là mình có lằng nhằng ở đâu không các anh chị. Nhưng mà ở đây mình không có ép họ, nhưng mà ý mình ở đây là mình muốn cho họ bước qua một cái ranh giới mới mà họ không phải là chị sẽ suy nghĩ lại, người ta sẽ không thể nào nói cho mình cái câu đó nữa khi mình đã cần hơn một cách rất chắc chắn, và chính họ phải là người nói với mình, chính họ phải là người xác nhận với chính họ rằng chị đã chắc chắn rồi. Và các chị biết cái trạng thái nó có nghĩa là gì không? Giả sử như họ đang ở mức 90 thôi, nếu như họ đang chỉ ở mức 90 thôi, và đáng lẽ ra họ còn 10 phần họ chưa có rõ đâu, nhưng họ kêu là ừ thôi mình quyết định. Nhưng mà nếu như mà các chị mình không có làm cho họ tự bản thân họ đẩy cái quyết định của họ lên là 100% ấy, thì có thể là ngày mai ngày mốt họ bắt đầu hỏi cái 10% đó thì ta lại tăng tăng, và họ lại rồi họ lại nhập nhằng đó các anh chị. Nên là gì, ngay cái lúc đó các anh chị phải đặt ra một cái mình đặt ra một cái thử thách cho họ, và tự họ phải nói là gì, tại vì họ đã lên 90 rồi các anh chị, lúc đó họ muốn rồi nhưng cái muốn của họ nó không phải là 100% đấy, thì chúng ta phải confirm rằng bây giờ chị chắc chưa, và tự bản thân họ phải là người nói với họ rằng chị chắc chắn rồi, chị tự tin rồi, và ok tiến tới thôi, kiểu như vậy. Để các anh chị hiểu cái chỗ này không ạ? Bao nhiêu các anh chị hiểu cái trạng thái này, các anh chị comment số 2 ạ. Thế là các anh chị nên confirm lại, có một cái thao tác là confirm lại một lần chắc chắn, và kể từ đó về sau người ta chỉ có là đi tới thôi chứ không đi lui nữa, tại vì tự người ta quyết định chứ mình không có ép, nhưng mình cần tẩy cái quyết định của người ta lên được không anh chị? Rồi ví dụ mình sẽ có những cái câu hỏi anh nói như vậy, chị chắc chưa, chị chắc chắn chưa, rồi người ta sẽ tự trả lời các anh chị, mình đâu có làm gì đâu đúng không.
người ta sẽ tự thông thường là nếu như người ta kêu là người ta đồng ý rồi thì chị hỏi lại cái câu đó để chắc chắn, người ta sẽ vô thế là họ sẽ kêu là ok họ chắc chắn rồi, tại vì chẳng lẽ họ là cái người mà tự vả vào mặt mình cái gì đúng không ạ, chẳng lẽ họ đang hỏi ok là ok chị đăng ký, nhưng mà mình hỏi họ chắc không, họ kêu là ok thôi chị suy nghĩ lại sao. Thông thường là khi các chị hỏi câu đấy ấy, là người ta sẽ ok chị chắc chắn, nhưng mà các chị hiểu cái trạng thái là gì, họ sẽ là cái người mà tự bản thân họ phải phải cao quyết định của họ là cái sự cam kết mạnh hơn, họ phải tự cam kết với họ và họ cam kết họ tuyên bố với mình là xong. Kể từ đó về sau thì chúng ta sẽ đối xử với họ, chúng ta đừng bao giờ có suy nghĩ là họ đăng ký hay không đăng ký nữa, và chính chúng ta sẽ có suy nghĩ là gì ạ, họ chắc chắn sẽ đăng ký đúng không ạ. Kể từ đó về sau thì các chị chỉ đối xử với họ như họ là một người đã đăng ký rồi đúng không ạ, chúng ta không có nói gì tới cái chuyện là sẽ không đăng ký hay các chị mặc định đúng không ạ, tại vì họ đã nói như vậy được, chúng ta đâu cần, chúng ta không cần gì để xử lý nữa hết các chị, chúng ta chỉ có bây giờ là chuyển tiền tất cả mọi thứ chúng ta trao đổi, nó chỉ có là bây giờ là chị sẽ tham gia, vậy là coi như là chị tham gia xong rồi luôn á, cái đó là mình xem như là họ đã tham gia xong luôn rồi đó các chị, chỉ có là bây giờ chuyển tiền thôi á đúng không, thì ở đây là mình sẽ có một cái sự xác nhận, các chị nhớ nha, có một cái sự xác nhận. Và nếu như mà các chị hãy nhắn tin cho họ, ví dụ như các chị hãy nhắn tin cái mã khóa học cho họ đúng không, các chị hãy nhắn tin cái mã khóa học cho họ để nói là đây là cái mã lớp học của mình, mã để mà mình sẽ gì, ví dụ là mình đã đăng ký thành công chẳng hạn, xác nhận là đăng ký thành công cái lớp học ở Cung Phu chẳng hạn, là đăng ký cộng tác viên, hoặc là các chị mình gửi cho họ một cái link sponsor để mà đăng mở một cái mã, rồi các chị có một cái user đăng nhập, rồi các chị kích hoạt tài khoản các thứ để mà xác minh cái nhầm nhầm sorry khi ở đây là mình sẽ gì, mình chưa có khi mà họ chưa có chuyển tiền ở các chị thì mình chưa có mở tài khoản luôn mà, nhưng ở đây ví dụ mình sẽ gửi cho họ một cái mã lớp học và nhắn cho họ rằng đây dù cho đăng ký đại lý thì họ cũng phải có một cái mã đúng không ạ, thì các chị nói với họ là họ đã đăng ký thành công rồi và có một cái mã này và phải thao tác theo cái nội dung chuyển khoản như vậy được không các chị, thì các chị confirm rồi đó, rồi ok xong xuôi rồi rồi ok bao nhiêu ok chỗ này không ạ, nên là các chị đang có một cái hoạt động confirm như vậy nhé. Và kể từ đó về sau thì cái cách nói chuyện của các chị nó khác rồi, thì các chị mới đưa họ vào cái thế giới của cái việc là đã rồi đã xong rồi bây giờ chỉ có chuyển khoản và chuyển khoản thôi. Còn nếu như mình thấy là thông thường có rất nhiều các chị ở cái trạng thái như vậy này, có nghĩa là khách hàng người ta đồng ý chuyển khoản rồi nhưng mà khi mà các chị nói chuyện với họ luôn thì các chị vẫn cứ lo lắng là họ sẽ không chuyển khoản, và khi mà các chị lo như vậy và các chị nói chuyện với họ và các chị có những cái sự nghi ngờ, các chị có những cái sự là không tin tưởng với họ thì tự nhiên là mặc định là họ cũng không chuyển luôn các chị, tại vì chính các chị cũng không tin họ chuyển mà, chính các chị còn không tin là họ sẽ chuyển mà, cho nên là các chị nếu như các chị mang theo cái sự không an tâm ấy thì cái cuộc nói chuyện đó, cái cuộc giao tiếp đó nó cũng sẽ là mang cái màu sắc hoang mang và nó sẽ không có cái sự chắc chắn và nó cũng không phải là cái thế giới của cái việc là đã đăng ký xong rồi và đã hoàn thành đúng không anh chị, cho nên là ở đây đó là mình phải giống như là mình vứt hết tất cả những cái lo lắng, những cái suy nghĩ, những cái băn khoăn, vứt hết bây giờ bắt đầu đăng ký xong luôn rồi đó, bây giờ confirm xong thì đưa họ vào một cái thế giới là ok họ đã đăng ký xong rồi và tiếp tục chúng ta sẽ follow tiếp tục các anh chị cho tới khi họ đưa ra cái quyết định là không phải đưa quyết định nữa mà họ sẽ hành động á, đúng không, họ sẽ hành động và họ sẽ chuyển qua màn hình mờ quá hả, rồi ok mờ hơi mờ đúng không, ok màn hình hơi mờ hả cả nhà, rồi tại vì chữ nó hơi nhỏ ấy. Mình sẽ phóng bộ lên coi sao. Rồi ok mọi người đợi một chút ha, cả em biết sao hơn tại vì đây là cái slide ấy cho nên là mình không có phóng lên được, nó là chỉ cái slide là nó đã phun ra hết cái màn hình rồi nên không có phóng lên được ha, nên mọi người chịu khó nha, thì mình sẽ đọc cho mọi người nghe thôi, cái gì thế là mình sẽ đọc mình sẽ nghe được ha. Rồi thì bây giờ cả nhà mình hình dung là gì ạ, rồi cái ý này là rất là hay cho nên muốn chia sẻ kỹ một chút cho các chị hiểu nha, các chị phải đưa họ vào cái thế giới của cái việc là họ đã rồi ấy, đã đăng ký rồi, đã đồng hành rồi, đã xong xuôi hết rồi, bây giờ là chỉ có chuyện thôi đúng không ạ, đừng có để cho họ có đường lùi, các chị đừng có mà bây giờ tới lúc chuyển tiền rồi mà họ vẫn còn lăn tăn là có chuyển hay không chuyển, không phải như vậy, nó không phải là cái mà chúng ta sẽ giúp cho họ đưa ra quyết định đâu đúng không ạ. Rồi như vậy thì bây giờ mình sẽ follow như thế nào, thì có những cái thông tin ok thì sẽ có những cái mục mà mình sẽ ví dụ cụ thể đi cho mọi người có thể hình dung ha, ví dụ như bây giờ thông tin về sản phẩm, thông tin về sản phẩm thì mọi người follow cái gì, có nghĩa là sau khi họ đồng ý họ tham gia cái lớp học công phu rồi thì các chị follow cho họ xong, thì khi mà các chị mình gửi thông tin cho họ đi thì các chị hãy gửi lại cái nội dung cho họ, nói lại về cái thông tin về sản phẩm, các chị mình có một cái ảnh mà có 6 cái buổi học của các chị, mình có một cái ảnh công ty thiết kế rất là đẹp, có nội dung 6 chủ đề 6 buổi học, các chị có hết chưa, các chị gửi lại cho họ nói cho họ là đây là cái lớp học mà chị sẽ được học này, nói lại về cái sản phẩm các chị, họ thấy là mình sẽ học được cái này hả, hay quá ta, đẹp quá ta, rồi ok họ yên tâm hơn chút xíu nữa các chị, rồi nhắc cái lịch học cho họ, confirm cái lịch học cho họ,
nhắn kèm tôi định học, tức là em dặn nhé, chị sẽ học là 3 năm 7 nha, có nghĩa là mình dặn dò các anh chị kiểu theo kiểu là người ta đã đăng ký xong rồi, bây giờ mình chỉ có đi học thôi á, đúng không, người ta đã ok rồi, bây giờ mình chỉ có đi học thôi á, thì các anh chị cần khoa định học cho họ. Ví dụ các anh chị nói là bây giờ chị nhớ lưu ý nhé, là mình sẽ học vào thứ 3, thứ 5 và thứ 7 lúc 7 giờ tối, đúng không, đó là 7 giờ tối. Thì nếu mà anh chị nào chưa có thì mình sẽ xin cái upline của mình nhé, mình sẽ có cái chụp 6 cái buổi học, có một cái hình ảnh design rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Ok không ạ? Chứ các chị chút xíu nữa Dâm thì mình không có share được, nhưng mà đây này các anh chị cần đi share cho các anh chị luôn cũng được nè. Các anh chị chưa có cái hình này hả? Sao mình thấy có nhiều anh chị chưa có nữa. Các anh chị có cái hình này chưa? Đợi mình xíu nha. Rồi ok. Cho mình share luôn. Hơi sọc dưa một chút nhưng mà thấy có nhiều các anh chị chưa có quá. Rồi. Rồi ok đây nè mọi người có cái lớp này chưa? Mọi người có cái hình này nè. Ok, các anh chị có cái hình này chưa? Các anh chị chưa có thì các anh chị mình hãy xin upline của mình nha. Chắc chắn các anh chị leader sẽ có. Rồi ok, anh chị nào chưa có, rất nhiều các anh chị chưa có đúng không? Các anh chị comment các anh chị hãy liên hệ với leader 3 sao gần nhất của mình. Thì các anh chị 3 sao nào mà chưa có thì mình các anh chị cứ nói là những anh chị 3 sao á, inbox cho mình, đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị cứ liên hệ với leader 3 sao gần nhất của mình, anh chị 1 sao 2 sao và liên hệ với leader 3 sao. Những anh chị leader 3 sao nào chưa có thì các anh inbox mình sẽ gửi cho đúng không ạ? Rồi thì ok các anh chị, đây là những cái tại vì mình chỉ kết nối được với các anh chị qua cái group leader 3 sao thôi. Còn các nhiều anh chị thì mình chưa có được kết nối nên mình không có cách nào để gửi cho các anh chị hết. Rồi ok, anh chị nào chưa có thì mình cứ yên tâm là chắc chắn mình sẽ có nha. Không có gì lo hết các anh chị. Rồi đây là một cái hình rất là hay, thì các anh chị để gửi thêm cho họ. Nhưng mà để các anh chị thấy không, ví dụ như họ đã đồng ý lớp học rồi mà họ có thể nhìn thấy được nội dung của những cái buổi học của mình ấy, thì có phải là họ cảm thấy là ok, thấy là nó rõ ràng hơn không, thấy là ok, thấy nó thích hơn không, kích thích không, cảm thấy kích thích hơn các anh chị, thấy mình hào hứng hơn đúng không? Rồi tiếp tục, ok các anh chị nha. Rồi rồi tiếp tục là gì ạ? Nhắn cái confirm với lịch học cho họ, confirm lại một lần nữa, đó là những cái nội dung mình sẽ trao đổi lên các cái để trao đổi với các anh chị đúng không ạ? Rồi về công ty thì sao? Ở đây thì mình phải nhấn rất và nhấn mạnh rất là mạnh là gì, các chị nhất định phải đưa họ vô cái group cộng đồng kinh doanh thông minh cùng với BSI. Tại vì sao? Tại vì các chị biết rằng đó là một cái tài nguyên, không phải là tài nguyên, đó là cái một cái công cụ các anh chị. Tại vì khi mà cái người mới của mình họ được vô một cái cộng đồng, ở đây có quá là nhiều người đi, hơn 30.000 thành viên. Các anh chị biết cái con số đó lớn như thế nào không ạ? 30.000 con người đang có trong cái group đó, đang được kết nối, đang cùng sinh hoạt, đang cùng tham gia, đang cùng follow. Như vậy thì các anh chị thấy là cái họ an tâm hơn rất nhiều các anh chị. Họ biết một điều rằng họ đang tham gia một cái dự án mà không phải là có một mình họ, mà họ có đang rất nhiều người tham gia. Và tại sao đang có rất nhiều người tham gia? Một cái dự án mà chinh phục được 100 người nó sẽ khác với dự án mà đang chinh phục được với 1.000 người, 10.000 người và 30.000 người. Có nghĩa là chúng ta có được cái sự công nhận của một cái cộng đồng rất lớn các chị. Như vậy thì họ sẽ cảm thấy an tâm, họ sẽ cảm thấy là nó sẽ có gì đó rất hay ở đây. Họ có gì đó rất hay ở đây thì mọi người mới tham gia đông như vậy, đúng không các anh chị? Rồi tiếp tục, ảnh số lượng cái group mà họ sẽ được tham gia, ví dụ như ở đây là mình nói các anh chị là gì, các thầy các chị là gì ạ? Các thầy các chị sẽ nói với họ là sau khi chị đăng ký xong em sẽ add chị vô cái group này. Mình nói mang tính chất là mình trò chuyện thôi, tức là mình họ sẽ biết một điều là gì, khi họ bắt đầu làm việc với mình thì họ sẽ có việc gì xảy ra. Giống như là khi mình dẫn họ đi du lịch với các chị, ví dụ khi mình đang dẫn họ đi một cái chuyến du lịch đi, mình sẽ nói với họ biết là ngày thứ nhất mình sẽ làm gì. Bây giờ mình chưa đi đâu, mình chưa có đi, vài ngày nữa mình mới đi. Nhưng mà nếu như mình đi thì mình nói với họ biết là ngày đầu tiên mình sẽ đi, lịch trình của mình là gì, mình sẽ đi ăn ở đâu, mình sẽ đi 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 chơi những cái chỗ nào, ngày thứ hai mình sẽ làm gì. Thì giống như khi mà các chị nói cái việc đó, nó giống như là các chị mình chỉ cho họ là sau khi chị tham gia thì chị sẽ được tham gia cái này nè, đầu tiên là chị sẽ tham gia cái này, và sau đó chị sẽ tham gia cái này. Chị nói là bây giờ chị chụp một cái hình, ví dụ là cái group của đại lý của team các chị đi, group cộng tác viên của team các chị đi, mình nghĩ là một cái group của Vietcam chị leader bây giờ là cũng vài trăm là số ít, vài trăm là ít đúng không ạ? Nhưng mà các anh chị chụp cái hình lại, các anh chị kêu là rồi chị chuyển khoản xong rồi, mình sẽ được add vào group này để mà chị nhận linh học này chẳng hạn. Thì khi họ họ chụp một group nữa, họ thấy cái số lượng trong thành viên trong group mình quá đông các anh chị, ví dụ là vài trăm đi, thì họ thấy là đông ghê ha, đúng không? Lại một lần nữa là họ sẽ cảm thấy là họ hào hứng đã tham gia và họ mong chờ những cái điều họ sẽ được học, tại vì họ thấy là rất là đông người tham gia đúng không? Rồi tiếp tục, mình sẽ gửi những cái feedback về sản phẩm các anh chị. Feedback về sản phẩm có nghĩa là gì? Giống như khi các anh chị bán cái sản phẩm về sức khỏe đi, thì các anh chị gửi cho họ những cái video, gửi cho họ những cái câu chuyện để họ biết rằng khi mà họ sử dụng các anh chị thì họ sẽ có cái trải nghiệm gì, thì họ mới hào hứng được các anh chị. Giống như bây giờ là các anh chị biết là họ đang muốn kiếm tiền, họ đang muốn có thêm công việc, họ đang muốn kiếm thu nhập và họ đang có rất nhiều lo lắng. Như vậy thì khi mà họ được các anh chị mình cho
cái mà họ sẽ được nhận đúng với cái họ đang cần. Ví dụ như My đang cần một cái làn da đẹp, mà các chị gửi cho My những cái người mà đã dùng qua sản phẩm của mình và dùng da đẹp quá trời đẹp luôn, thì My có thích không ạ? Rất thích và My rất muốn dùng và My rất háo hức được dùng. My đang bị vấn đề về sức khỏe, và nếu như các chị gửi cho My một cái người nào đó, ví dụ My đang bị vấn đề về bị viêm họng và My có thể uống cái Vili mà hết viêm họng, thì sao các anh chị? Thì My có muốn dùng không ạ? Chắc chắn là muốn, tại vì mình đang rất là muốn hết viêm họng. Vì muốn nấu một cái món ăn ngon và các anh chị gọi cho mình cái thịt bắp và cái nồi chiên thì mình muốn không ạ? Chắc chắn là muốn. Như vậy thì bây giờ khi mà họ đi học, họ đang muốn kiếm thêm thu nhập, thì các anh chị ta gửi cho họ những cái thu nhập này, những cái hình ảnh của những cái lớp học này. Ví dụ cái lớp học Kung Fu ngày hôm nay chúng ta đang học tới 800 người. 800 người đang có lớp học Kung Fu. Ví dụ đây, trong những buổi học Kung Fu các anh chị mới nói là số lượng lúc nào cũng 700 đấy. Nhưng mà thì các anh chị chụp hình cho họ là đây là cái buổi học Kung Fu. Ví dụ như các anh chị đang học, các anh chị chụp cho họ, các chị gửi cho họ, mình đang đi học Kung Fu này, đông quá trời đông, mọi người học quá trời hay luôn chẳng hạn. Nói nhẹ như vậy thôi. Rồi tiếp tục gì nữa, những cái video cảm nhận vào lớp Kung Fu chẳng hạn, khi mà chúng ta có cái cộng đồng, các chị cách tích tên họ vô, thì các chị cho họ những cái feedback để các họ họ thấy được những cái họ sẽ có và họ sẽ có động lực. Đấy là cách các chị duy trì cái điểm 10 và duy trì cái nhu cầu, duy trì cái gọi là cái mong muốn của họ các chị, đúng không ạ? Rồi tiếp tục về bản thân mình thì các chị sẽ làm như thế nào ạ? Các chị sẽ liên tục cổ vũ động viên và khuyến khích cho họ, đúng không ạ? Ví dụ các chị là chúc mừng họ này, đúng không ạ? Các chị chúc mừng cho họ, các chị động viên, trời ơi em nói là chắc chắn là chị bây giờ là chị sẽ trong thời gian sắp tới chị sẽ rất là vui luôn, và chị sẽ sau này chị sẽ cảm ơn em chẳng hạn. Cái là nói những cái câu nói mà các chị khích lệ, các chị động viên tinh thần cho họ, đúng không ạ? Đó là cái mà các chị sẽ gây được cái thiện cảm, và mình sẽ giống như là ở trong cái công việc này chưa biết là mình làm cái gì, nhưng mà có một cái người mà họ luôn luôn giúp cho mình tinh thần mình lạc quan hơn, mình luôn luôn nghĩ về những điều tích cực, đúng không ạ? Mình luôn luôn có những cái mà mình cái tinh thần của mình nó thoải mái, nó vui vẻ là thấy ok rồi đó, đúng không các anh chị? Rồi mình hãy quan tâm họ, ví dụ như khi mà họ bắt đầu họ chuyển khoản được, các chị hãy quan tâm với họ là họ dùng ngân hàng gì, đúng không ạ? Các chị có thể hỏi thăm là cái việc họ dùng ngân hàng gì, rồi các chị dặn dò họ là nhớ check kỹ cái gì các anh chị, check kỹ cái nội dung chuyển khoản phải nhớ nhé. Khi mà các anh chị làm cái việc này, các anh chị có rất là nhiều cái lợi. Thứ nhất là họ mà làm đúng ấy, thì các anh chị đỡ cực trong cái việc mà xử lý. Tại vì khi mà chỉ cần chuyển sai nội dung một cái thôi là xử lý mệt đó mọi người, mà còn phiền nữa đúng không ạ? Còn làm mình mệt mỏi nữa. Ví dụ là mình phải xử lý, mình phải hậu cần, người ta phải vất vả với mình cũng phải vất vả, mình cũng mất thời gian. Mà cái cách này là các anh chị phải rất là quan tâm với họ luôn, các anh chị chăm sóc họ, đúng không? Các anh chị dặn dò họ kỹ lắm, giống như khi mà con cái đi xa nhà mà ba mẹ cứ nói đi ra nhà trước ra nhà sau là con ơi con nhớ cẩn thận, thì chưa lại nói tiếp nói hoài luôn cũng được, nhưng mà đó là cái sự quan tâm các anh chị, là cái sự dặn dò, cái sự mà chúng ta chăm sóc, đúng không? Thì các anh chị hỏi kỹ họ, nhắn kỹ cho họ, chị nhớ nha, chị nhớ chuyện đúng nội dung nha, và chị nhớ rồi chị nhớ đó nha. Các chị có thể nói như vậy cũng được sao đó, nhưng mà ý là các chị hãy quan tâm những cái chi tiết như vậy để mà mình follow, nhưng mà nó đẩy khách hàng gần tới cái điểm mà họ sẽ hành động hơn. Rồi các anh chị theo dõi lịch học và nhắc nhở họ, ví dụ như là gì, lấy ví dụ hôm nay là thứ tư, hôm nay là thứ tư mọi người, nhưng mà thì sáng ngày mai là chúng ta có là sau khi họ tham gia ôn thi tối nay xong, thì ngày mai thì họ sẽ bắt đầu họ có những cái quyết định và họ chuyển khoản, thì các anh chị nói là gì, tối nay tối thứ năm này các anh chị, ngày mai là tối thứ năm chúng ta có nội dung gì mọi người, các anh chị nhớ nắm lịch học nhé, các anh chị phải biết là ngày mai là nội dung gì nhé, các anh chị nhớ nhé, ngày mai là, như My là My biết rất rõ là ngày mai là nội dung gì luôn á, dù My không có học tại vì My đang trong cái lớp họ giảng. Thứ bảy là lịch của mình, thứ bảy là lịch mà mình nói về chăm sóc khách hàng, đúng không ạ? Ngày mai là cái chủ đề nói về sản phẩm các anh chị, đúng không ạ? Ngày mai nói về sản phẩm, thứ ba vừa rồi là nói về chủ đề là marketing, thứ năm sản phẩm, thứ bảy là buổi của My là về chăm sóc khách hàng, thứ ba là của My hậu là nói về về bán hàng, về xây dựng profile, thứ năm tuần sau nói về cái việc xây dựng hệ thống, và thứ bảy tuần sau là quay về buổi một của anh Sơn. Nhưng mà thì mọi người phải nắm cái lịch nha, mọi người phải nắm rất rõ cái lịch ngày mai là cái buổi gì, nội dung gì, ai chia sẻ, và cái gì tin up cái buổi đó để khách hàng người ta, chị bây giờ chị hoàn thành cái này xong em hỏi chị xong tối nay mình đi học, chị các anh chị cần follow cái quyết định của họ là như vậy các anh chị, đúng không ạ? Rồi các quyền lợi kèm theo, đúng không? Các quyền lợi kèm theo, các anh chị cứ thể nói, các anh chị trò chuyện, các anh chị làm việc nói chuyện liên tục tới khi họ chuyển khoản, đúng không ạ? Nhưng mà những cái này thì mình lưu ý, không phải mình nói hết một lần đâu các anh chị, không phải nói hết một lần, một cách khéo léo các anh chị thăm dò, và không phải là thăm dò mà các anh chị mình đồng hành cùng với họ, đúng không ạ? Rồi ví dụ các quyền lợi kèm theo là gì, khi mà các anh chị có user trải nghiệm thì các user cộng tác viên đi, thì ở đây là mình đang nói là follow ở cái việc chúng ta đăng ký cộng tác viên các anh chị. Cái nội dung này thì mình đang nói về cái việc là chúng ta sẽ follow cái quyết định đăng ký làm cộng tác viên, các anh chị nhớ nha. Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ có những quyền lợi kèm theo như thế nào ạ? Chúng ta sẽ có được cái user trải nghiệm ngoài ngoài cái việc là chúng ta sẽ đi học, đúng không ạ? Chúng ta được mua hàng giá rẻ hơn, đúng không ạ? Rồi chúng ta được học lớp training về sản phẩm, các anh chị tag tên họ vô cái group training về sản phẩm để họ yên tâm rằng
khi họ bắt đầu ở BC chúng ta được hỗ trợ và kiến thức và sản phẩm rất đầy đủ, đúng không ạ? À, tiếp tục là chúng ta sẽ học kỹ hơn và chính sách trả thưởng. Cái này chính sách trả thưởng thì chúng ta sẽ tùy vào hệ thống, đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ được học chương trình coaching 5 giờ sáng, chúng ta được giao lưu với các anh chị trên toàn quốc, học hỏi kiến thức, chúng ta được học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước, của những anh chị có kết quả rất là tốt, và chúng ta được rèn luyện sức khỏe, đúng không? Chúng ta được học hỏi giao lưu, đó là những cái mà các anh chị sẽ bonus thêm, thì cho người ta hiểu các anh chị. Rồi, ok, thì đó là cái mà cách cách mà các anh chị cho thêm thông tin cho họ ở những cái mục như vậy. Và sau khi các anh chị hiểu á, thì các anh chị follow cái sản phẩm gì cũng được, thế các anh chị, các anh chị follow cái sản phẩm gì cũng được, và các anh chị bám sát theo 3 điểm 10, bám sát theo 3 điểm 10 sản phẩm, có thêm những thông tin gì liên quan đến sản phẩm các chị gửi cho họ để họ an tâm, họ duy trì quyết định của họ. Những thông tin liên quan tới công ty, những cái thông tin mà cho họ nhìn thấy được tầm vóc công ty là gì, ở đâu, cái quy mô như thế nào, các chị phải cho họ nhìn thấy được, họ phải nhìn thấy được những cái mà các chị nhìn thấy, đúng không? Rồi bản thân mình thì các chị phải liên tục nhiệt tình, chu đáo, tận tâm, thông minh, đúng không ạ, là chuyên gia, đó là những cái ba cái điểm 10, đúng không? Rồi những cái quyền lợi kèm theo các chị nói cho họ hết luôn. Ngoài bên cạnh cái lớp học này thì có được tham gia 5 giờ sáng, được học về sản phẩm, được học về chính sách trả thưởng, đúng không ạ? Được có user, được trải nghiệm hệ thống công nghệ của VSA. Đó là những cái các anh chị sẽ trao đổi cho họ để họ có được rằng những cái họ nhận được và sao cái họ bỏ ra thì nó hợp lý, mà họ cảm thấy là không có gì phải chần chừ. Ok, rất là hợp lý, và họ sẽ quyết định. Nhưng mà các anh chị follow liên tục. Rồi ok không ạ? Đây là những cái gợi ý các anh chị ha. Và vì biết là có nhiều các anh chị có cách làm hay lắm. Đây là những cái gợi ý mà theo như mà đi cái kinh nghiệm thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn như vậy để mọi người có thể thực hành luôn ha, mọi người thực hành. Và thật ra trong quá trình các chị làm, các chị có thể là mình sáng tạo nhiều hơn, nhưng nó dựa trên những cái nền tảng cơ bản là 3 điểm 10, đúng cả nhà, là sản phẩm, là công ty, là bản thân mình, để các chị follow cái quyết định của khách hàng để họ đi đến được cái lúc mà họ hoàn thành, đúng không ạ? Rồi ok, bao nhiêu các chị mình ok cái chỗ này mà các chị mình tả rõ hơn và các chị có thể thực hành được thì các chị comment số 3 giúp đi nha. Rồi ok, bao nhiêu các chị ok cái phần này ạ? Mình sẽ duy trì follow, duy trì cái quyết định của khách hàng bởi những cái việc đó như vậy. Thì đây là toàn bộ những cái kinh nghiệm mình mới tích lũy được, mình chia sẻ cho các anh chị ha. Rồi ok, cảm ơn mọi người. Các chị hãy thực hành nhé, các chị hãy thực hành. Rồi ok, mình sẽ chuyển sang cái nhóm thứ hai các anh chị. Một cái nhóm thứ hai mà lúc nãy mình có, từ đầu mình có chia sẻ đúng không ạ? Từ đầu mình có chia sẻ là gì ạ? Chúng ta sẽ có là trời ok, không biết là ok. Bây giờ các anh chị, mình sẽ có một cái phần sau là mình sẽ chia, lúc lại mình chia thành hai nhóm đó, các anh chị nhớ không? Hai nhóm, một là nhóm là họ đã đồng ý rồi, thì cái nhóm này là cái nhóm mà phải tập trung trong cái list công việc hàng ngày của mình đó các anh chị. Thì cái nhóm mà đã say yes rồi là cái nhóm mà các anh chị phải dành thời gian đầu tiên ưu tiên làm việc với cái nhóm đấy để mà chốt xong, để mà có thêm một quản lý, để có thêm một cộng tác viên để hỗ trợ đưa vào quy trình của VSA, thì lúc đó dễ dàng rồi. Còn cái nhóm mà ở bên ngoài thì các chị, đó là cái nhóm mà giống như chúng ta phải, chúng ta đi tra thông tin cho rất nhiều người, chúng ta có một cái lượng rất người nhiều, lớn những người chúng ta đã tra thông tin, và đó đó sẽ có những người quan tâm, sẽ có những người rất quan tâm, thì chúng ta phải follow, là chúng ta tập trung ra kết quả là những người mà đã say yes. Còn thời gian còn lại thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm thêm những người say yes đúng không anh chị? Chúng ta sẽ đưa thêm thêm người say yes xung quanh mình để mà họ sẽ yes xong thì chúng ta lại follow từ lúc họ sẽ yes đến lúc họ ok xong, thì các anh chị làm cái lúc nãy đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta làm với cái nhóm người mà họ chưa say yes thì chúng ta sẽ làm gì ạ? Họ chưa có ok, họ chưa đồng ý yes, thì chúng ta làm gì ạ? Thì ở đây thì mình sẽ chia làm hai loại cho các anh chị ha, hai cái nhóm đối tượng các anh chị, hai cái nhóm đối tượng mà đây là mình nghĩ là rất là phổ biến là gì ạ? Họ chưa đồng ý nhưng có một nhóm họ không có thiện tương tác với mình các anh chị, chúng ta nhắn tin họ không trả lời, họ không có kết nối với mình các anh chị. Nhưng mà cái nhóm đó không có nghĩa là chúng ta không làm việc các anh chị, họ vẫn là một cái đối tác tiềm năng của mình nha mọi người. Theo như mi là theo kinh nghiệm của mi là gì, ai cũng là khách hàng tiềm năng hết đúng không ạ? Nhưng mà để mà chúng ta ra kết quả ngay thời điểm này thì chúng ta phải gặp những người có nhu cầu và những người họ phải dành thời gian cho mình, đúng không ạ? Họ phải dành thời gian cho mình thì chúng ta mới có thể giúp cho họ có nhu cầu được. Cái là họ có nhu cầu thì họ sẽ dành thời gian cho mình chắc chắn rồi, và nếu như họ chưa có nhu cầu thì chúng ta sẽ giúp cho họ có nhu cầu và sau đó họ sẽ có dành thời gian cho mình. Và chỉ cần họ dành thời gian cho mình thì chắc chắn là sẽ giúp cho họ đủ thông tin, và chỉ cần đủ thông tin thì họ sẽ ok tham gia, đúng không mọi người? Nhưng mà thì ở đây chúng ta sẽ có hai nhóm, các anh chị nhớ là họ tương tác và không tương tác. Nhưng mà thì nhóm này chúng ta sẽ làm việc nhiều hơn các anh chị, chắc chắn là chúng ta sẽ làm việc với nhóm tương tác. Nhưng mà cái nhóm không tương tác không có nghĩa là chúng ta sẽ không làm việc, mà chúng ta sẽ đưa cái nhóm về các anh chị, chúng ta đưa nhóm không tương tác sang tương tác, đúng không ạ? Mình sẽ có một cái lưu trình như vậy các anh chị, đúng không? Những cái nhóm mà không tương tác ấy, thì cái nhiệm vụ của mình lúc này á, nó mình không phải là làm cho họ đồng ý rồi ok các anh chị, mọi người lưu ý nha.
Ở cái nhóm mà họ chưa có ok, có nghĩa là họ chưa có quyết định là họ sẽ đồng ý tham gia OB tối nay, họ chưa có đồng ý quyết định là họ sẽ tìm hiểu, họ chưa có quyết định tìm hiểu các anh chị, họ chưa nói là ừ chị sẽ tham gia, họ chưa nói tới đó, họ cũng chưa nói là sau khi họ tham gia OB xong rồi họ không có nói là họ sẽ tham gia Kung Fu, họ chưa đồng ý các anh chị. Nhưng mà thì nhưng mà cái nhóm chưa đồng ý đó họ sẽ có hai dạng. Một dạng đó là họ đang tương tác với mình rất tốt, tức là mình nói chuyện họ trả lời, họ vẫn đang còn tương tác với mình, đang kết nối với mình. Còn một nhóm á là họ không tương tác gì với mình luôn. Như vậy thì các anh chị nhớ là với cái nhóm mà không tương tác ấy, thì cái việc đầu tiên chúng ta cần làm là chúng ta làm cho họ tương tác, chứ không phải là chúng ta làm cho họ đồng ý. Mọi người nhớ không ạ? Cho nên nhiệm vụ của mình là làm cho họ tương tác. Thì có những cách nào để họ tương tác? Thì có rất nhiều cách các anh chị, đúng không ạ? Có rất nhiều cách để làm họ tương tác, chứ không phải là làm cho họ đồng ý. Để chắc chắn lúc đó họ chưa có đâu, không đồng ý được, không bao giờ họ đồng ý. Mà các anh chị cứ đâm đầu vô để làm cho họ đồng ý ấy, thì họ sẽ ghét mình đó các anh chị. Họ rất là ghét mình, tại lúc đó họ chưa có, họ chưa có một cái không có sự quan tâm với cái chủ đề đó, đúng không? Nhưng mà họ phải nói chuyện với mình đã, họ phải tương tác với mình, sau đó các chị trao thông tin, đúng không ạ? À nếu như mà các chị nhắn tin mà họ chửi mình là tại vì các chị đang làm không có đúng rồi à, đúng không ạ? Còn ở đây là khi họ không tương tác thì chúng ta phải làm cho họ tương tác. Còn làm gì để họ tương tác à, thì cái đó là cái là chúng ta sẽ cần phải giải quyết, đúng không ạ? Rồi à, nhưng mà ở đây mình muốn chia sẻ là đây là cái kinh nghiệm mà mình đã đúc kết ha, thì các chị có thể tham khảo. À, các anh chị có thể thấy đúng hay sai tùy tùy mọi người, đúng không ạ? À, nhưng mà nếu như anh chị nào mình đây là cái mà mình nghĩ là nó có một cái lượng trải nghiệm nhất định, tại vì bản thân mình cũng làm việc với rất là nhiều khách hàng rồi mọi người, rất là nhiều khách hàng mà ngày xưa là tại vì sao là mình hay được chia sẻ cái chủ đề là follow. Đây là cái là nhiều anh chị mình chưa có biết câu chuyện của mình, đúng không? Nhưng mà mình gọi là trùm follow với các anh chị, tại vì mình không có bán được hàng chia sẻ đau lòng là vậy đó các anh chị, mình không có bán được hàng các anh chị. Cái là khi ngày xưa mình đi bắt đầu đi sai thì mình không có được, không có kỹ năng bán hàng, mình không biết cái việc bán hàng là phải làm gì đâu. Thì mình học chuyên ngành của mình học về kỹ thuật mọi người ha, mình học về kỹ thuật, và khi mình ra làm ở B-Side thì mình không biết bán hàng là gì hết đấy, mình không biết là mình phải làm cái gì để họ mua hàng đâu, mình cho nên không có ai mua hàng của mình hết. Cho nên đó là mình follow, cái là mình chăm sóc, mình làm đủ kiểu hết đấy các anh chị, đúng không? Nhưng mình chăm sóc và người ta dành một mình dành thời gian cho họ, sau đó thì họ mới bắt đầu họ mua hàng. Cho nên là những cái chủ đề mà chăm sóc ấy, thì mình hay được mời cái chủ đề này lắm à, đúng không ạ? Tại vì cái mình chủ yếu là mình chăm sóc là chính. Nhưng mà thì chúng ta sẽ từ cái những cái người mà không tương tác, các chị có biết là ngày xưa đi bán hàng vui lắm, có những người mà mình nói chuyện với họ xong Facebook, ngày xưa là Facebook, sau đó thì tạo follow họ, mình nhắn tin họ đầu tiên là nhắn tin là ok hello chị, chúc chị buổi sáng vui vẻ nha không trả lời xong rồi cái cuối tuần chị ơi cuối tuần vui vẻ nha, chúc chị cuối, gia đình cuối tuần vui vẻ, nghỉ ngơi các thứ, không trả lời không trả lời các anh chị, xin không trả lời rồi sau đó mình tối cái mình chúc chị ngủ ngon nha, thì lại không trả lời. Nhưng mà cái lúc họ trả lời mình, họ sẽ nói là cái sản phẩm của bên em còn khuyến mãi không, cho chị một chai kiểu vậy các anh chị người ta nói mình cũng không biết đâu. Nhưng mà khách hàng có nhiều cái thú vị lắm, khi các anh chị làm việc với một cái sức lượng khách hàng đủ lớn thì các anh chị sẽ hiểu được cái tâm lý của họ ha. Thì cơ bản là đây là những cái mà mình đúc kết được trong quá trình mình làm việc, cũng đâu cái mình tiếp xúc cũng không phải dưới 1.000 khách hàng đâu các anh chị, khách hàng là bán hàng, còn riêng với đại lý chúng mình cũng tiếp xúc là trên cũng là con số chứ không phải lên đó là 1-2.000 gì đó rồi, đúng không ạ? Ngày xưa mình cũng phải tiếp xúc rất là nhiều các anh chị. Rồi như vậy thì sao ở đây mọi người hình dung là gì ạ? Khi mà họ đang không tương tác với mình có nghĩa là cả cái nhu cầu họ còn chưa có nữa, thì chúng ta tương tác ở đây là tương tác ở góc độ cá nhân thôi các anh chị, có nghĩa là chúng ta trao đổi những vấn đề đừng liên quan đến công việc. Các anh chị nhớ nha, khi nào mà họ đang chúng ta bắt đầu họ tương tác lại với mình, và các anh chị dẫn họ vào cái sự kết nối, và các anh chị cho họ những cái thông tin, và các anh chị dẫn dắt họ để khiến cho họ tò mò, các anh chị khơi gợi nhu cầu cho họ, thì họ mới bắt đầu họ chủ động. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn, đúng không ạ? Rồi nhưng mà ở đây mình muốn nói chia sẻ là gì, với cái nhóm mà chưa có ok ấy, thì có hai nhóm là không có tương tác và một cái nhóm là tương tác. Thì với cái nhóm tương tác thì nhiệm vụ của mình là chuyển sang họ đang tương tác với mình nè, họ đang nói chuyện với mình nè, thì mình sẽ cho họ thông tin để họ ok. Còn nếu như họ đang không tương tác thì cái nhiệm vụ của mình lúc này không phải là nói về công việc, không phải là nói về cái chúng ta sẽ làm cho họ ok, mà chúng ta phải giúp họ phải tương tác với mình cái đã, và chúng ta phải làm đủ mọi cách để họ tương tác với mình. Thì cách gì là mọi người thể thử, mình nghĩ là mọi người thử nhiều cách lên, sau đó mọi người sẽ thấy những cái cách hiệu quả, đúng không ạ? Mọi người thử đi thoải mái, đúng không ạ? Mình cứ thử, tại vì những người họ không tương tác với mình cắn gì cái để đó thì cũng có được ích lợi gì đâu, đúng không ạ? Những cái người mà đang không tương tác với mình thì xác định đó là những cái người mà mình bây giờ mình muốn làm gì làm thôi chứ đúng không ạ? Tại vì nếu như đã không tương tác rồi mà các chị để họ nằm im như vậy thì cái gì xảy ra không ạ? Cũng không. Là các chị có làm cái gì đi nữa thì gì, các chị cứ test thoải mái, các chị muốn làm gì thì các chị làm, cái gì là đủ kiểu, là đủ trò luôn,
làm thoải mái để các chị trải nghiệm thôi đúng không ạ? Rồi các chị coi cái gì hiệu quả, đó là một cái quá trình mà các chị cứ trải nghiệm thoải mái. Như vậy cái người mà không tương tác các chị phải đưa họ sang tương tác, sau đó các chị mới đưa họ sang, đồng ý đúng không ạ? Rồi tiếp tục thì ở đây á, có một cái như mình chia sẻ á, như mình chia sẻ lúc nãy đó là gì, làm sao để khách hàng, để đối tác của mình tương tác, làm sao để đối tác tương tác các chị. Đây là một vài cái mà mình chia sẻ trong quá trình mà mình làm việc với khách hàng. Các chị hãy hãy có thông tin về đối tác đó. Ví dụ như là trước khi các chị mời họ vô BB á, thì các chị cũng biết về họ rồi đúng không ạ? Các chị phải biết họ làm công việc gì đúng không ạ? Các chị phải biết họ ở đâu, làm công việc gì, cái gia đình hay chưa, cỡ là cái độ tuổi là các chị phải nắm được đúng không ạ? Các chị phải nắm được cái độ tuổi của họ đúng không ạ? Các chị biết được độ tuổi, biết được công việc, biết được cái vùng miền của họ, biết được cơ bản và cái tính cách của họ. Có một cái chủ đề liên quan đến DISC thì mình nghĩ nó cũng khá là hay á. Đúng không? Chủ đề về DISC thì nó cũng khá là hay để các chị phân loại về tính cách và các chị có thể nâng cao cái tỷ lệ mà họ tương tác lên. Nên các chị nhớ nha, đó là một cái công cụ để các chị có thể cải thiện cái kỹ năng mà tuyển dụng của mình. Thì các chị mình sẽ có thông tin về đối tác. Các chị phải có thông tin về đối tác thì các chị mới giúp, các chị mới có cái kỹ năng làm cho họ tương tác với mình tốt được. Rồi các chị phải các chị hiểu được cái vấn đề mà họ đang gặp phải, các chị phải biết được cái sự quan tâm của họ. Ví dụ như khi các chị hiểu về họ, các chị biết họ là một cái người mà chưa bao giờ kinh doanh, họ biết, các chị biết họ là một người đã kinh doanh rất nhiều rồi, các chị biết họ đã kinh doanh online rồi, các chị biết họ là một cái người mẹ bỉm sữa không có kinh nghiệm gì và đang ở nhà nuôi con, thì các chị phải hiểu được cái tâm lý của họ một chút xíu, biết được cái vấn đề họ đang gặp phải, thì các chị mới có thể khơi gợi và kết nối lại với họ được, mới kích thích cho họ tương tác được. Các chị phải hiểu về cái gì đó và các chị phải hiểu được cái mong muốn của họ, hiểu được cái vấn đề của họ, hiểu được cái mong muốn của họ, xong rồi thì các chị trao đổi những cái nội dung này thôi đúng không ạ? Các chị dựa vào, các chị nói chuyện với họ những cái mà họ quan tâm và quan tâm họ những cái công việc mà họ đang cần. Ví dụ lấy một ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như các chị biết họ đang ở một cái tỉnh là ở Hồ Chí Minh đi, đang bây giờ đang rất là căng thẳng, thì các chị có một cái gì ạ? Các chị có thể hỏi thăm họ đúng không ạ? Các chị hỏi thăm họ, đó là một cái cớ mà họ có trả lời các chị không, theo các chị nghĩ là họ có trả lời không ạ? Ví dụ như các chị mình nhắn một cái soạn một cái tin nhắn rất là dễ thương, hoặc là các chị mình hỏi thăm họ. Ví dụ một buổi sáng các chị nhắn tin cho họ rằng là good morning chị ở Hồ Chí Minh sao rồi, em nghe dịch nó cũng căng thẳng, chị cẩn thận nha, chị và gia đình của mình giữ gìn sức khỏe nha, chị và gia đình của mình cẩn thận nha. Thì một cái tin nhắn quan tâm như vậy, họ trả lời thì trả lời, không trả lời thôi các chị, nhưng chắc chắn họ đã thấy rằng là các chị dành thời gian cho họ, các chị có sự quan tâm nhất định, thì họ sẽ rất là quý các chị. Dù họ không trả lời, có thể là họ không trả lời tại vì có thể là họ không biết trả lời như thế nào, có thể là họ ngại, nói chung là kể khách hàng các chị. Nhưng mình chia sẻ có nhiều khách hàng á, chúc lần thứ nhất không trả lời, chúc lần thứ hai xin không trả lời, chúc lần thứ ba thì không hờ hững gì hết, nhưng lần thứ tư là đặt hàng các chị. Tại vì cơ bản là ở đây là các chị làm cái gì là họ sẽ hiểu đúng không ạ? Còn họ tương tác hay không là kệ họ, nhưng mà các chị cứ kết nối là họ sẽ tương tác với mình, một ngày nào chắc chắn họ sẽ tương tác. Nhưng mà khi mà các chị tương tác như vậy, các chị nhớ là chúng ta hãy quan tâm và chúng ta không có làm phiền, chúng ta chỉ quan tâm thôi và chúng ta cũng dành thời gian cho họ, chúng ta cũng nhớ tới họ và các chị tương tác với những cái thông tin họ quan tâm và phù hợp với họ, có những cái kết nối nhỏ phù hợp. Ví dụ như họ làm một cái công việc là gì, họ làm công nhân đi, nếu như họ làm công nhân á, thì các chị mình có thể là khi các chị đọc một cái bài báo và các chị thấy là những cái người công nhân họ đang phải ngủ ở lại xí nghiệp, không được về nhà, mọi người ở tập thể với nhau, ở trong một cái điều kiện nó không có được thoải mái lắm, thì các chị mới có thể nhắn tin cho họ một cái gì đó là em thấy cái bài báo này các em nhớ tới chị đúng không ạ, tại vì chị có ở lại, chị có phải ở công ty không, hay là chị về nhà, hay là chị như thế nào rồi, đúng không ạ? Hoặc là các chị mình, tức là các chị hãy sâu được một cái thông tin gì đó mà liên quan riêng với họ thôi, thì các chị mới có thể để lại một cái dấu ấn, một cái thiện cảm thôi, chứ còn các chị nói chung chung là nó không có thiện cảm gì đâu, mà nó còn phản cảm nữa. Các chị nhớ nha. Cho nên những cái thông tin này, thông tin về đối tác, về công việc, về kinh nghiệm, về tính cách của họ, về những cái vấn đề họ đang gặp phải, những cái mong muốn, thì các chị sẽ trao đổi với họ những cái liên quan và là của họ, là của riêng cái đối tác đó. Cho nên mình luôn khuyến khích mọi người là nên có những cái lưu trữ thông tin nhất định về những đối tác mình đang follow để mình làm việc hiệu quả. Chứ còn nếu như các chị làm chung chung mà các chị không biết gì về họ hết đấy, thì các chị không thể nào để làm một ấn tượng và các chị kích thích được họ, phải có thiện cảm với mình đó các chị, thì họ mới tương tác. Họ phải thích mình họ mới tương tác. Họ chưa hẳn thích công việc nhưng họ thích mình thì họ sẽ nói chuyện với mình, được không các chị? Rồi ok nha. Rồi ok. Khi mà đây có một cái phần nhỏ nữa, đây là cái phần cuối cùng trong ngày hôm nay, để mà chúng ta sẽ cùng qua cái phần của chia sẻ đúng không? Phần chia sẻ nghĩa là rất là hay các anh chị. Ngày cũng đang phần chia sẻ mới biết là nó cực kỳ đặc sắc. Đây một cái ý cuối cùng trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ đối với cái nhóm thứ hai các anh chị, với cái nhóm thứ hai giống như lúc nãy mình chia sẻ với các anh chị là mình có hai nhóm đúng không? Là không chưa ok thì là không tương tác và có tương tác. Không tương tác thì chúng ta phải làm cho họ tương tác trước.
Thì để mà họ tương tác thì các chị phải có thông tin của họ để mình kích thích để kết nối với họ. Còn bây giờ nhóm đang tương tác thì các chị làm gì cho họ ok? Nhóm đang tương tác, ví dụ chúng ta chưa tương tác, chúng ta làm cho họ tương tác ok xong rồi. Thì bây giờ đang tương tác làm gì để họ ok? Thì các chị phải có một cái nghệ thuật, ở đây là mình nghĩ rằng các chị phải làm được cái điều này thì các chị mới có thể trở thành một cái người tuyển dụng là điêu luyện được, là chuyên nghiệp được. Đó là các chị phải đưa khách hàng vào một cái trạng thái là họ chủ động, họ chủ động các chị. Ví dụ là họ muốn các chị giống như là gì? Khi mà các chị họ đang tương tác với mình, các chị phải trao thông tin cho họ đúng không? Khi mà họ đang tương tác với mình, các chị nói chuyện này nói chuyện kia, ví dụ họ đang bắt đầu cùng nói chuyện rồi, khi các chị hỏi thăm họ, họ kêu ok chị khỏe không, vấn đề gì, cảm ơn em nhé, thì các chị phải bắt tiếp tiếp một cái chuyện khác nữa. Ví dụ bây giờ chị mình lấy ví dụ là một cái khách hàng ở Hồ Chí Minh, như mình lúc nãy mình nói đi, một cái đối tác ở Hồ Chí Minh, thì các chị nhắn tin lại cho họ, các chị biết là họ đang ở cái vùng dịch để các chị có thể nhắn tin hỏi thăm gia đình và chúc họ với gia đình họ sức khỏe, cẩn thận cái thứ. Sau đó họ kêu là ok cảm ơn em nhé, như vậy cái đó kết thúc thì sao, chúng ta không dừng lại ở đó, chúng ta sẽ nhắn tin một câu nữa chẳng hạn, ví dụ là bây giờ thì chị làm việc ở nhà hả, chắc chắn là khách hàng chưa ok rồi đó các chị. Nó sẽ có một cái chủ đề liên quan đến nghệ thuật nhắn tin nữa, có thể là có những cái chủ đề nhỏ nhỏ như vậy, để có thể là hôm nay đã các chị thì sẽ chia sẻ với mọi người thêm ha. Thì cái là các chị hãy cho họ những cái câu hỏi mà thật dễ trả lời và trả lời một cách rất đơn giản, và họ ok liền, họ đọc là họ biết trả lời liền luôn đúng không, chị đang làm việc ở nhà hả, thì chẳng hạn rồi chị đó sẽ hỏi nó tiếp. Rồi ok, được các chị trao đổi thêm, ví dụ các chị biết họ về công việc đó thì các chị bắt chuyện ra, nói thêm một vài chuyện khác để mà họ nói chuyện với mình. Khi mà họ nói chuyện với mình quá ba câu thì có nghĩa là bây giờ mình nó thoải mái hơn, các chị có thể nói đến những cái chủ đề khác nó nhiều hơn. Rồi sau đó các chị hỏi thăm qua công việc, các chị hỏi thăm qua công việc các chị, rồi các chị hỏi thăm công việc họ ấy, và các chị hỏi họ có ảnh hưởng nhiều hay không hay là như thế nào. Rồi tại vì ở đây nó chung chung á, tại vì nếu như mà có mỗi công cái tùy cái công việc thì các chị phải linh hoạt, nhưng mà nói là các chị phải linh hoạt ha, chứ còn không thể nào có lúc nhiều người họ có cái tính cách đó, cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó, thì khi các chị tiếp xúc với họ thì các chị phải có cái sự cảm nhận về họ nhất định, và khi các chị nói chuyện với họ thì các chị phải là đang nói chuyện với họ, chứ không phải là các chị đang nói như một cái máy và nói ai các chị cũng nói như vậy thì nó không thể nào được, nên các chị phải biết về người đó, các chị hiểu về người đó, các chị có sự kết nối với người đó thì cái cuộc nói chuyện đó nó rất là thoải mái và các chị mới có thể kết nối được khách hàng được đúng không? Thì sau đó thì khi các chị mình nói chuyện xong xong thì các chị dẫn qua cái vấn đề là chủ đề về công việc, thì khi mà các chị đặt một vấn đề là công việc của họ như thế nào thì họ sẽ hỏi ngược lại với mình, chắc chắn luôn các chị, khi quán tính là như vậy á, các chị hỏi họ thì họ sẽ hỏi mình, và sau đó các chị hỏi mình cái là các chị dẫn qua công việc của mình và các chị cho khơi gợi, các chị nói về một vài cái thông tin đặc biệt của design, sau đó thì họ bắt đầu ô sai vậy hả, rồi ok đi lắm, khi mà họ cái là ô hay vậy hả, là đó là cái trạng thái mà khách hàng đang chủ động của các chị, họ đang bắt đầu hào hứng, thì các anh chị phải đáp ứng cái sự hào hứng đó của khách hàng bằng cách là các anh chị phải tra thông tin thêm, đúng không ạ, thì các anh chị rảnh không, ý là ngày mai chị rảnh không, dạ, hay là cái đã chị đáp ứng cái sự hào hứng của khách hàng, các chị mình giúp cho họ đáp ứng cái nhu cầu của họ, các chị có nghĩa là ở đây á, khi mà các chị mình đang đang tương tác với khách hàng mà các anh chị giúp cho khách hàng, khi các chị đang ở trong cái thế là mình là cái người mang đến, mình là cái người đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, mình là cái người mà thỏa mãn cái nhu cầu của khách hàng ấy, mình là cái người ở đây để mang lại cái mình là cái người phục vụ khách hàng ở kênh gì, thì người ta sẽ rất thích ở bên cạnh mình, cái là người ta là cái người mà cảm thấy là mình đang là cái người mà làm những điều mà họ đang muốn và mình họ đang cần mình làm điều đó, thì cái đối tác của mình họ rất thích ở bên cạnh anh chị, họ đang rất là muốn tương tác với các anh chị. Còn nếu như chỉ cần mà các anh chị mình làm sai cái chỗ này một chút xíu thôi thì các anh chị sẽ chỉ cần một một cái thở thôi, các anh chị chỉ cần một cái thở thôi mà các anh chị làm không đúng cái tinh thần đó thì rất có thể các anh chị sẽ mất đi cái thiện cảm của họ. Chỉ cần các anh chị mình cố gắng cho họ tham gia, các anh chị mình bắt họ tham gia mà không phải là các anh chị tạo một cái tình huống là họ chủ động, họ mở lời, họ muốn tham gia, thì các anh chị sẽ rơi vào một cái thế rất là khó xử, là gì? Các anh chị mình chủ động đề nghị và họ đang họ cái người đó họ sẽ đối họ trong một cái vị thế là họ đang đối diện với hai cái trường hợp, một là họ ok, hai là họ sẽ không ok, thì họ có ok thì họ cũng cảm thấy không vui, tại vì cái đó chưa chắc họ muốn, tự nhiên cái ai đó ập tới là nói như mình chưa chắc mình cũng muốn lắm, mình có muốn không ta, không thì mình cũng có muốn chút chút á, nhưng mà nó cũng không có nhiều, thì thôi thì bây giờ cái đồng ý thì người ta cũng không có thỏa, cái là cái đó không phải là cái mà người ta muốn cái gì mà người ta tự nói đây, thì khi người ta có đồng ý đi nữa thì các anh chị sẽ thấy là gì, sau đó là người ta sẽ không nhắn tin với các anh chị, sau đó người ta sẽ né né các anh chị và người ta sẽ không có hào hứng nữa, thật là người ta có nói không có cái gì người ta cũng ngại nữa, và người ta nói yes cho có thôi, người ta cũng ok cho có thôi, nhưng mà cái đó là cái mà các anh chị mình khi mà các anh chị là người chủ động đến á thì cái cuộc nói chuyện đó nó giống như là mình cảm giác là các anh chị mình sẽ mất vị thế của mình, cho nên các anh chị cứ nói chuyện, các anh chị cứ tương tác thoải mái,
nhưng các chị phải tạo được cái tình huống để cho khách hàng người ta chủ động với mình, thì sau đó các chị làm việc rất là khỏe và khách hàng người ta luôn luôn có cái cảm giác thoải mái khi mà làm việc với các anh chị, thì chắc chắn chỉ cần họ còn ở bên cạnh các anh chị, chỉ cần họ còn thích nói chuyện với các anh chị thì các anh chị vẫn còn cơ hội và các anh chị vẫn tiếp tục cho thông tin thêm, đúng không ạ? Còn nếu như mà họ không thích các anh chị rồi thì các anh chị khá là vất vả, đúng không ạ? Rồi các anh chị lại quay về, các anh chị phải để đó một thời gian, các anh chị phải rời xa họ một thời gian và sau này các anh chị mới quay lại được, chứ còn tiếp tục nữa là các anh chị sẽ đi vào đường ngõ cụt luôn. Cho nên là khi mà họ đang tương tác với mình thì các anh chị phải hết sức cẩn thận ở chỗ này và các anh chị phải tạo được cái tình huống chủ động, rồi sau đó thì các anh chị mới có thể là cho thông tin và tiếp tục. Rồi ok không ạ? Rồi thì chắc là một vài cái kinh nghiệm của cá nhân My các anh chị ha, để mà thật ra trong quá trình mà đi làm việc ấy, thì cái mà điều My quan tâm nhất á là mình sẽ luôn luôn quan tâm nhất là cái cảm giác của khách hàng, đúng không anh chị? Mình sẽ tuyệt đối ở đây là các anh chị tuyệt đối đừng bao giờ làm việc mà làm cho khách hàng không thoải mái. Đó là cái mà một cái nếu như các anh chị tích lũy cái điều đó càng ngày càng nhiều ấy, thì khách hàng người ta như một quán kính, họ sẽ không muốn gặp các anh chị, đúng không ạ? Cho nên trong quá trình làm việc các anh chị có thể có những cái sai lầm không sao hết, nhưng mà các anh chị phải cố gắng, các anh chị có thể trải nghiệm và sau đó các anh chị rút kết được là các anh chị làm cái gì mà khách hàng thích, các anh chị làm cái gì mà khách hàng không thích, thì sau đó các anh chị mình tích lũy lại và các anh chị hãy đừng làm những việc khách hàng không thích, phải tập trung vào những việc khách hàng thích, là phải thoải mái, thấy vui vẻ khi họ gặp các anh chị, thì chỉ cần họ thấy vui mà họ còn tương tác với các chị thì các chị vẫn cho thông tin và chỉ cần đủ thông tin thì họ sẽ ra quyết định, đúng không anh chị? Đơn giản là như vậy. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đây các anh chị. Hôm nay là mình đã đi nghĩ là mình sẽ còn một cái khoảng thời gian phía sau để mà hội cái phần sau các anh chị, mình để chia sẻ khoảng tầm một tiếng đúng không ạ? Tại lúc nãy chúng ta bắt đầu hơi trễ hơn chút xíu. Rồi ok, thì chắc là mình sẽ kết thúc ở đây các anh chị.